Mỗi ngày một bài học cảm ơn. Câu chuyện: đừng để chuyện vụn vặt cản trở cuộc sống của bạn. Tháng 3 năm 1945, Basil Mori và 87 quân nhân khác đang làm nhiệm vụ trên tàu ngầm. Lúc này, radar phát hiện đội tàu khu trục của quân Nhật đang tiến về hướng bọn họ. Họ bèn bắn 3 phát ngư lôi vào một trong những chiếc tàu của đội tàu khu trục đó, nhưng không ngắm trúng. Chiếc tàu khu trục đó cũng chưa phát hiện ra nó đang bị công kích. Khi họ chuẩn bị tấn công một chiếc tàu đặt mìn khác, thì đột nhiên nó xoay đầu chuyển hướng về phía tàu ngầm. Có thể là một máy bay của Nhật đã dò thấy chiếc tàu ngầm nằm độ sâu 60 dặm dưới mực nước biển này và đã dùng vô tuyến điện thông báo cho tàu đặt mìn biết. Họ lập tức chìm xuống sâu để khỏi bị quân Nhật phát hiện ra, đồng thời cũng chuẩn bị đạn nổ trong nước. 3 phút sau, 6 phát đạn được bắn ra vây bốn phía bọn họ. Họ chỉ còn cách lặn xuống dưới đáy sâu đến 276 dặm. Theo lẽ thường mà nói, nếu tàu ngầm bị công kích ở nơi sâu đến 500 dặm, nếu đạn phát nổ ở cự ly cách nó 17 dặm thì gần như là khó mà thoát khỏi. Basil Mori sợ đến nỗi không dám hít thở. Sau khi đóng hệ thống máy lạnh và quạt máy, nhiệt độ trong tàu lên đến 40 độ, nhưng anh toàn thân lạnh run, đầu vẫn toát mồ hôi lạnh. 15 tiếng sau, trận công kích đã dừng lại. Có thể chiếc tàu đặt mìn do dùng hết đạn nên rời đi. 15 tiếng công kích này đối với Basil Mori mà nói nó dài như hàng thế kỷ. Anh nghĩ đến cuộc sống trước đây, tất cả những nhạt nhòa trong mắt anh. Anh nghĩ tới những câu chuyện xấu đã làm trước đây, những chuyện nhỏ từng làm anh lo nghĩ. Anh đã từng vì thời gian, làm việc dài, lương thấp, không có cơ hội thăng tiến mà than vãn. Anh cũng từng vì không tiền mua nhà, không tiền mua chiếc xe mới, không tiền mua áo quần mới cho vợ mà ủ dột. Basil Mori tâm sự: nhiều năm trở lại đây, những chuyện làm tôi buồn rầu xem ra đều là chuyện lớn. Nhưng dưới sự uy hiếp của đạn nổ dưới nước thì những chuyện này thật vớ vẩn, chẳng đáng vào đâu. Vào thời khắc ấy, anh đã thề với bản thân mình, nếu anh vẫn còn cơ hội trông thấy mặt trời và các vì sao thì anh sẽ không bao giờ lo buồn nữa. Những gì anh học được trong 15 tiếng đồng hồ bị công kích này nhiều hơn những gì anh học được trong bất cứ khi nào. Trong cuộc sống, những điều làm chúng ta phiền lòng hàng ngày mà chúng ta tưởng đó là to tát, thực tế chỉ là những chuyện vặt vãnh. Phần lớn thời gian và sức lực của mọi người không ngừng tiêu hao trong những chuyện nhỏ này, cuối cùng đánh mất bao nhiêu điều tốt đẹp mà đáng lẽ chúng ta được hưởng. Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta cần phân định rõ việc gì là quan trọng, sau đó dứt khoát gạt bỏ những điều vô ích, không cần thiết qua một bên. Lời tổng kết: trong cuộc đời có rất nhiều chuyện vụn vặt cứ bám lấy chúng ta, đừng để chúng trở thành kẻ thù của sự hạnh phúc.